Chào các bạn, hiện tại thì Apple hay là Samsung họ đã bắt đầu trang bị những cái tính năng sạc không dây trên những chiếc điện thoại đầu bảng của họ, ví dụ như iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, rồi Samsung S8, S8 Plus hay là Note 8 gì đó. Đây là một cái tính năng khá là thuận lợi cho người dùng, và lập tức những cái hãng thứ ba thì họ cũng đã làm ra những cái phụ kiện là những cái bàn sạc không dây chuẩn chi luôn. Như ví dụ mình đang có một cái ở đây. Và cái này đó đặc biệt là nó thiết kế dành cho xe hơi chứ không phải là những cái bàn sạc dùng để xài ở nhà. Thì dành cho xe hơi nó có thể, chúng ta có thể đặt nó lên nhiều vị trí trên xe hơi và có thể xài nó dễ dàng hơn. Ví dụ ở đây chúng ta có cái đế bằng dán một miếng keo 3M nè, thì chúng ta có thể tháo ra, chúng ta dán vào trong cái bệ trung tâm ở ngay giữa xe. Thì khi dán vậy chúng ta đặt xe, đặt cái điện thoại lên thì nó sẽ được sạc. Cái đế sạc nó khá đơn giản, thì nó là một cái bàn sạc ở đây, chúng ta sẽ kết nối với nguồn điện trên xe thông qua cái cổng USB, một đầu là micro USB, một đầu là USB thôi. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái cổng USB trên xe là chúng ta có thể cấp điện cho cái bàn sạc này rồi. Rồi thì lúc đó chúng ta chỉ cần đặt cái điện thoại lên là nó sẽ sạc. Bây giờ mình sẽ thử kết nối với chiếc xe. Chúng ta sẽ cắm vào cái sạc này luôn. Đó, khi mà chúng ta cấp điện vào thì đèn LED trên cái cục sạc này sẽ sáng. Ở đây mình có cái iPhone X, mình sẽ đặt nó lên. Rồi, nó báo là đã sạc. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi. Giờ thì mình sẽ thử gắn lên cửa gió. Gắn cửa gió của máy lạnh. Đó, đây là khi mà chúng ta gắn cửa gió của máy lạnh. Khi gắn cửa gió trên máy lạnh thì các bạn lưu ý là cái điện thoại bạn sẽ phải dán thêm một cái vòng kim loại sau mặt lưng để làm gì? Để trên cái bàn sạc này nó có nam châm. Thì khi dán lên nó sẽ hít dính cái điện thoại vào. Còn nếu không thì cái điện thoại sẽ bị rơi, điều đó là chắc chắn rồi. Đó, ví dụ chúng ta sẽ dán vào cái mặt lưng của chiếc điện thoại này, rồi chúng ta sẽ in nó vào thì nó sẽ dính. Còn nếu mà chúng ta không có thì chúng ta mình in vào nó sẽ sạc ngay. Đó, nó cũng khá là tiện. Nếu mà chúng ta dán như vậy thì nó sẽ trở thành một cái đế để chúng ta gắn điện thoại mà để xem bản đồ hay là dễ nhìn cái thông báo từ điện thoại hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi xấu mặt lưng bởi vì nó gắn thêm cái vòng kim loại này. Phải hy sinh thôi. Ngoài hai cái kiểu là dán và đặt ở bề trung tâm thì hôm vừa rồi anh bạn mình định có độ, nghĩa là khoét nguyên một cái lỗ ở dưới cái bề trung tâm và đặt cái bàn sạc vào thì nó sẽ phẳng luôn. Lúc đó mình chỉ cần để cái điện thoại vào nó sạc, nó giống như những cái bàn sạc tiêu chuẩn trên những xe hạng sang hoặc là một số mẫu xe Kia thì họ cũng đã trang bị cái bàn sạc không dây rồi. Chúng ta sẽ đặt nó sâu xuống phía dưới thì nó sẽ không lồi lên cái bề trung tâm nữa mà thành một cái bàn sạc rất là đẹp. Thì ngoài cái cục này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cục khác trên thị trường có thể dùng để đổ cái sạc không dây cho xe hơi luôn. Cái cục này thì đang bán với giá là 549.000 đồng. Ngoài ra thì mình thấy trên thị trường có một số cục vào khoảng 500-700 rồi trên 1 triệu tùy theo thương hiệu. Thương hiệu ví dụ Belkin thì có vẻ đắt hơn một xíu. Tuy nhiên thì nó đều là sạc không dây, có thể là trường chi phù hợp với những cái điện thoại này cao cấp hiện tại trên thị trường. Cái này là một cái tính năng theo mình là thuận lợi, tiện lợi cho những người dùng điện thoại hiện đại, ví dụ như iPhone hay là Samsung. Ok, cảm ơn các bạn.